Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng dưa hấu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng cây dưa hấu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng hoa dưa hấu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên mình xỏ màu hồng nhé. Màu hồng nhé mọi người. Mọi người ơi, màu hồng nhé. Đây màu hồng này mọi người. Mọi người ơi, hồng đây. Hồng đây nha. Mọi người ơi, vàng này mọi người. Lúc em tính con tâm tâm của em vừa. Mọi người hai màu của mình này, hai màu của mình này mọi người hai màu của mình đây nha. Đấy, tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh nha, mình dùng màu xanh nha mọi người mình dùng màu xanh nhé, xanh lá mã. Mọi người màu xanh của mình này, màu xanh của mình này mọi người đây màu xanh của mình nha. Mình tiếp tục xỏ màu đỏ, mọi người mình xỏ màu đỏ nhé. Bây giờ mình xỏ màu đỏ nhé mọi người. Mọi người ơi, đây là sáu màu của mình này mọi người ơi, đây sáu màu của mình nha. Giờ sẽ là hình tròn nha. Giờ là hình tròn nha mọi người bây giờ là hình tròn nhé.
mình kết vòng nha mọi người. Mọi người ơi, mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Sau khi kết vòng mình sẽ trang trí và hoàn thành nha. Mình đang trang trí sắp xong vòng rồi nha mọi người. Mọi người ơi, vòng của mình sắp xong rồi nha. Vòng của mình sắp xong rồi nha mọi người. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng hoa hồng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé.